mến chào quý cô chú anh chị à, hiện tại á em đang đứng trước một căn nhà à, kinh doanh cực kỳ tốt nha anh chị đây một căn góc hai mặt tiền hẻm của đường lê thúc hoạch quận tân phú mình nè anh chị à, đường nhựa rộng rãi thông thoáng 6m hết ha đường à, hẻm nhưng mà to hơn đường luôn nè anh chị đây đây là căn góc hai mặt tiền hẻm nè thấy không xe tải đầu đậu thoải mái rộng rãi nè anh chị thấy không một căn góc ngay đoạn ngã tư luôn cách mặt tiền đường Lê Thúc Hoạch chỉ có khoảng tầm 30 m thôi nè anh chị. Đó thấy không? Mình đứng đây là đứng ngay góc ngã tư mình nhìn ra đây, là mặt tiền đường Lê Thúc Hoạch chị bẹo vô ha. Rất là gần, rất là gần luôn, cách chỉ khoảng tầm 30 mét thôi là tới căn nhà của mình rồi. Nhà mình á là một căn góc hai mặt tiền hẻm rộng rãi thông thoáng nghe mà giá hiện tại cũng đang rất là tốt luôn. Nhà này á thì có diện tích là ngang 4m2. nó dài là 6m5 nha anh chị. Kết cấu là một trệt, một lầu nha. Đây, đây là đường trước nhà, à, hai hẻm hai bên thì hẻm nào cũng to, hẻm nào cũng rộng cũng khoảng 6 m đó anh chị. Xe hơi xe tải rồi đậu trước trước nhà thoải mái rộng rãi đó anh chị thấy không? Đây là một vài hình ảnh bên trong nhà. À, nhà này thì chủ nhà họ vừa lấy lại luôn để họ bán đó anh chị. Đó lúc trước là họ cho thuê, bây giờ họ đã lấy lại để bán rồi. Đó. <laughs> Đây thì lúc trước họ kinh doanh cũng rất là nhiều nha anh chị. À, kinh doanh à, cửa à, kinh doanh tạp hóa với tiệm giặt á, à, bây giờ là họ họ, họ lấy lại chủ nhà lấy lại để bán cho nó thuận tiện hơn khi mà khách hàng xem nhà anh chị thì giá chủ nhà hiện tại đang muốn mức giá cực kỳ tốt chỉ có 3 tỷ 999 triệu thôi Đây anh chị thấy không đường xá rất là ok gần uh, trung tâm gần nói chung là gần tiện ích đầy đủ ở à, đây mình chỉ ra trường đại học uh, trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương ba cũng rất gần uh, trường trung học phổ thông uh, trần phú cũng rất là gần luôn tí nữa em sẽ chạy ra trường đó cho anh chị xem đó bây giờ em chạy chạy đi nè đối diện họ có bán đồ ăn sáng luôn anh chị mình mua về kinh doanh cũng tốt mà ở hoặc là cho thuê cũng rất là thuận tiện nha đó nhà căn góc hai mặt tiền hẻm ha này ở đây anh chị quẹo tí xíu à quẹo phải tí xíu là sẽ tới uh, uh, trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương 3 nha anh chị chạy lên xíu nữa là trường trung học phổ thông tần phú ha đoạn ngay giao với lại lê thúc hoạch văn cao rồi đó anh chị khu vực đây thì họ kinh doanh cũng khá là sầm uất nha anh chị xe buýt hợp đồng hàng dài luôn bên phải mình là trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương 3 ngay cái đoạn giao với lại đường văn cao anh chị cũng rất thuận tiện nếu như mà anh chị mình chạy thẳng đường lê thấp Hoạch rồi vậy á thì anh chị sẽ ra lại vườn lài nè ha rồi về lại ngay chỗ đường lũy bóng bích thọ ngọc hầu rồi ha anh chị ngay quỹ ban nhân quận tân phú rồi đó, đó hoặc là anh chị mình có thể quẹo qua ở phú thô hòa cũng thuận tiện nè Nó anh chị về nguyễn sơn nói chung ở đây gần như là trung tâm của quận tân phú á anh chị đi đâu cũng rất thuận tiện nha À, anh chị đã quan tâm căn này thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới 0949 900 589 Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị